anh nhá. Sao anh? Anh làm cái gì ở đây ấy? Tôi đang làm lều ấy. Lều á? Làm lều thì thả gà vịt ở đây, chăn lợn ở đây. Ai cho phép anh làm ở đây? Rừng rộng như này không thấy có ai ở đây. Nhà thì sợ gà dịch nên là tôi đi làm cái lều để thả gà lên đây thôi, tránh dịch thôi mà. Ở đây nhá. Em nói cho anh biết này, tất cả những cái khu này là thuộc rừng phòng hộ hết. Bên chủ sở xã là không cho chặt phá như thế này đâu. Này thì mình lại không biết. Anh thì chặt phá như thế này để mà dưới chủ sở lên người ta phạt cho đấy. Hôm nay dân báo cáo thì em nên gọi là hỏi thăm anh hoặc là xem là tình hình như thế nào mà xem anh về nhà thôi. Thế tôi nhớ làm xong, sắp xong nhà rồi. Cái này kể cả xong thì vẫn phải dọn về chứ, ở đây bởi vì nó không, ở dưới chủ sở người ta không cho phép để làm chứ. Thế cái này anh làm lều này lâu chưa? Làm được gần chục hôm rồi, tuần hơn tuần rồi. Một mình hay là với ai? Một mình thôi. Như thế này là làm như thế này là không được đâu, nhà nước không cấp phép cho làm ở đây đâu. Chặt phá mấy cây tre tính theo nghị định của nó mất mấy chục nghìn đấy. Thế anh có tiền để trả không? Không. Không có thì thu dọn đi về thôi. Bởi vì cái này nếu mà chủ sở mà lên quyền, người ta cấp quyền mà lên là người ta xử lý đấy. Chứ không như em mà em lên chỉ từ thông báo người ta không cho phép làm ở đây thì chỉ bảo dọn về thôi. Đấy, bây giờ vừa bỏ bao nhiêu công sức ở đây thì bây giờ chỉ có bỏ hoang như thế này thôi, bởi vì người ta không cấp phép cho làm ở đây. Đấy, mình không biết. Đấy, thu dọn đồ đạc để về đây. Rồi. Chặt phá như thế này, hỏng hết cây cối, các thứ. Đấy, làm đẹp như thế này, chắc phết kìa. Đấy, xem dọn dẹp về luôn nhá. Đấy, về không cho phép làm ở đây đâu. Xong em còn đi tuần chỗ khác nữa, lên trên này đi tuần ở vùng khác nữa. Hôm nay đi tuần hết, không cho phép ai ở trên này chặt phá cây cối đâu. Dọn dẹp luôn, về luôn nhá. Không tí nữa em xuống thì em báo cáo xong rồi em về xử lý theo quy định đấy. Em dọn đồ đi về đây. Trên đây có đường lên trên kia đúng không? Có mà. Nếu thấy có đường của ai đi thì đường mòn đấy. Đấy, thế dọn dẹp về luôn nhá. Vâng, đang dọn đây. Tốt nay thì được về.